Mới đây tại Hà Nội, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã phối hợp với Ban Thư ký Hội chợ Trung Quốc ASEAN CA Expo tổ chức triển lãm sản phẩm cơ khí điện tử CAM Expo Việt Nam 2017. Với quy mô 300 gian hàng trên diện tích 5.000 m², triển lãm đã trưng bày hàng nghìn sản phẩm máy móc thiết bị thuộc các nhóm ngành hàng, máy công nghiệp, phương tiện giao thông, máy nông nghiệp, máy công trình, máy chế biến gỗ và sản xuất nội thất, thiết bị an ninh. Đây là những sản phẩm có thiết kế công năng phù hợp với nhu cầu, khả năng tiếp nhận và năng lực tiêu thụ của các doanh nghiệp Việt Nam. Trong khuôn khổ của triển lãm CAM Expo Việt Nam 2017 còn diễn ra các hoạt động như là hội thảo kết nối công nghệ và đầu tư Việt Nam-Trung Quốc, hội thảo kết nối giao thương doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc, các hoạt động giao dịch giữa doanh nghiệp Việt Nam-Trung Quốc. Triển lãm CAM Expo Việt Nam 2017 nhằm đáp ứng thiết thực các nhu cầu cập nhật, đổi mới, hợp tác chuyển giao công nghệ máy móc tiên tiến trong lĩnh vực cơ khí điện tử của doanh nghiệp Việt Nam.